Tôi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh xin được tiếp chuyện với một vị khách quý đến từ thành phố LA. Thưa quý vị, đây là một vị khách rất là trẻ tên là Trường Mai. Trường Mai là một họa sĩ về tranh hoạt họa chuyên nghiệp với 15 năm, làm việc tại các hãng phim lớn nổi tiếng nhất tại loạt phim hoạt hình. Đó là các hãng như là DreamWorks, Disney, Sony TV, Nickelodeon và Klasky Suspel. Thưa quý vị, anh có rất nhiều kinh nghiệm làm quảng cáo thương mại cho truyền hình, cho đến đạo diễn phim hoạt hình vân vân. Hiện nay thì Trường Mai đang làm việc cho những bộ phim như là Creed 2, đó là tập 2, và đó là phần phim tiếp theo của phim nổi tiếng đã được đề cử cho giải Academy Awards năm 2013. Và những bộ phim trước đây của anh bao gồm như là How to Train Your Dragon 1 và 2, Creed và Kung Fu Panda 2, cũng như là Rapunzel của hãng phim Disney và King of the Alps. Anh cũng được ghi công trong việc thực hiện các phim như là Rugrats, Men in Black và Cat Scratch. Thưa quý vị, ngoài ra thì anh cũng đang giảng dạy về phim hoạt hình tại những trường danh tiếng như là Academy of Art University và Concept Design Academy. Anh có bằng cử nhân về nghệ thuật từ College of Art và Design. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh xin được mời gọi là họa sĩ Trường Mai đến đại SBTN để mà tâm tình với quý vị, chia sẻ với quý vị những cái suy nghĩ của anh, những cái gọi là kinh nghiệm của anh đã và đang làm việc trong những cái hãng phim lớn cả biết bao nhiêu năm qua, trên mười mấy năm qua. Chị Tuyên rất là cảm ơn Trường Mai, tại vì Trường mới đầu thì hỏi Tuyên có thể hỏi bằng tiếng Anh, tại vì Trường rất là run, tại vì lần đầu tiên được ngồi phỏng vấn cho một cái đài Việt Nam lớn lên tại Hoa Kỳ mấy chục năm, thì rốt cuộc thì hai chị em nói thôi bây giờ mình nói tiếng Việt, mình cố gắng mình hỏi tiếng Việt và trả lời tiếng Việt, và nếu không có những câu nói mà không nghĩ ra tiếng Việt thì mình nói tiếng Anh. So chị cảm ơn Trường Mai rất là nhiều. Tuyên xưng chị là tại vì mới biết là mình lớn hơn người tài giỏi này, thưa quý vị. Và chúng tôi để ý rằng là những cái công việc mà Trường Mai làm trong những năm qua, thưa quý vị, thì thấy rất là lý thú, rất là hay, nên tôi cố tình mời Trường Mai lên chương trình ngày hôm nay để mà gửi đến cho quý vị những cái công việc mà anh đang hợp tác với các hãng phim lớn. Và vào cuối tuần này thì phim How to Train Your Dragon 2 sẽ được phát hành ở khắp mọi nơi trong vùng Bắc Mỹ, nên giữa tuần hôm nay thì chúng tôi gọi là hãnh diện lắm, là cảm ơn Trường Mai rất là nhiều. Lái xe từ LA xuống chắc là cũng mệt lắm hả? Dạ, cũng được, không có khó, tại em đi 12 giờ, nó cũng không có. 12 giờ hả? Dạ, trước khi người ta đi ăn rồi em xuống đây. Wow, nhưng mà trước hết thì Trường Mai có thể cho quý vị khán thính giả biết đôi chút về Trường Mai, cũng như là công việc Trường Mai làm cả mấy chục năm qua, và cái việc chính mỗi ngày của Trường Mai là gì? Nhưng mà trước khi em nói cái đó, để cho em cảm ơn Victoria với SBTN cho em lại đây nói chuyện dự chuyện của em với nói How to Train Your Dragon 2. Wow. And feel really honored and proud, tại cảm ơn lại của em lại đây, cảm ơn nhiều ha. Likewise, Trường Mai. Thank you bên so này much. Cũng rất là hãnh diện được mời nhà họa sĩ Trường Mai đến đài để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của Trường Mai làm việc cho những hãng phim lớn. Yeah. Thì Trường Mai có thể nói sơ đôi nét về mình và công việc hàng ngày của mình là gì? Mỗi ngày thì em là người story artist, là người vẽ chuyện á, thì là em là người số 1 là suy nghĩ cái phim nó ra sao, em phải viết chuyện đó, hay là mỗi cái phim nó có người viết chuyện. Người viết chuyện screenwriter. Xong screenwriter, là cái này đưa lại cho thằng director nó nói chuyện với thằng writer, xong rồi cái nó lại nó nói chuyện với em, nó nói tao muốn mày vẽ cái khúc này nó 3 phút. Rồi cái nó nói cái khúc này á thì có thí dụ có con rồng với thằng hiccup, nó hai đứa chơi với nhau, nó trên núi á, cao thì nó chơi nhau, nhưng mà nó cái đó 3 phút, rồi cái nó nói em phải suy nghĩ cái character đó, nhân vật đó, nó làm sao, nó nói sao, nếu con rồng nó có đứng dậy nó loại bộ hôn đó, em phải suy nghĩ ra hết trơn. Em cái nó chơi ở đâu thì nó nói ở trên núi cao á, thì em phải vẽ cái đó. Wow. Cái em phải tính chừng nào quay phim á, mình để cái phim máy quay ở đâu, hay mình để gần cắt xa, hay là cắt gần á, cho cái 3 phút đó. Ừ, đúng, cho cái 3 cái phút đó. Nhưng mà em làm cỡ chừng cái phim này em làm cỡ chừng 25 phút mà. Thật đó hả? Ừ.
Cho cái 3 phút đó khi mà người đạo diễn sau khi họp với người viết truyện phim, let's say bây giờ mình nói về How to Train Your Dragon tập 1 đi ha. Thì xong rồi sau đó lại nói với Trường, tại vì Trường là người họa sĩ mà viết viết về tranh họa cho mấy cái phim hoạt họa này, thì Trường let's say cái 3 phút đó thì Trường tốn bao nhiêu thời gian để mà vẽ hai cái nhân vật Hiccup và Toothless là bao lâu? Cái đó em dễ hết trơn, 3 phút là em dễ hết trơn á, tại cái này. Nhưng mà how long did it take you to Cái đó hả? Cho 3 phút đó. Mỗi lần chừng nào nó đưa em cái chuyện á, lâu lâu nó đưa em có chuyện ha, hay là lâu lâu nó nói cái câu thôi, hay là lâu lâu nó đưa em cái nhạc á, thì cỡ chừng 3 tuần hay là 2 tuần. Nhưng mà cái khúc mà cái con gồng nó đứng dậy đồ nó chơi, hai đứa nhau chơi, nó bay xong á, cái nó lên cái núi nó chơi nhau á, rồi cái con nhỏ bồ nó con gái đến. Nó vô á, cái đó là cái chừng 5-6 phút á, em làm cái chừng 2 tuần cái vẽ cái đó không á. 2 tuần nhưng mà làm 7 ngày một tuần. Không, em làm em vẽ chuyện không đó là 2 tuần. Rồi không, chị hiểu, nhưng mà trong 2 tuần đó là mỗi một ngày em spend bao nhiêu tiếng và làm bao nhiêu ngày trong 2 tuần? Ở việc làm em phải làm 50 tiếng. Cái là ít nhất đó hả? Ít nhất minimum đó. Minimum. Nhưng mà cái đó tại cái phim nó càng nhanh quá đó, tại nó go first into production, em phải làm hay khó hơn chút, tại cái đó là cái sequence số 1 á, nó vô và cái nó phải gắng làm cho người ta coi nhiều sao cái phim nó gắng sao đó. Có thể có một số quý vị cũng thắc mắc là làm thế nào mà một đứa trẻ từ Việt Nam trở thành một người làm việc cho một cái hãng phim nổi tiếng như là DreamWorks, mà Trường đã phải trải qua những cái khó khăn gì trong những mười mấy năm qua để mà có được ngày hôm nay và có được cái công việc mà mình yêu thích trong cái the kind of work that you love doing. Cái qua việc làm cái việc này đó hả? Cái này thì hồi đó thì em thích vẽ hồi nhỏ tới lớn. Mấy tuổi là Trường biết Trường thích vẽ? Em vẽ hồi 3 tuổi, em ở bên đảo á. Đảo Malaysia. Cái ba của em cái cuốn sách hát nhạc á, cái em bị què hồi nhỏ. Cái không biết đi, cái em lấy cuốn sách của ba của em, có cái em vẽ cái mấy cái tàu mà vô đó. Nhưng mà em không có nhớ cái gì hết trơn, nhưng mà ba còn để dành cái hình đó, em còn treo ở nhà đó, tại cái đó em hồi đó nhỏ tí lớn em cứ vẽ hình không à. Nghĩa là 3 tuổi là đã biết cầm cái viết vẽ rồi. Vậy là gia đình của Trường rời Việt Nam là boat refugees hả? Thuyền nhân rời Việt Nam năm mấy? Em ở bên Malaysia, qua bên Mỹ là tháng 10, 80. Nhưng mà ở bên Malaysia 79 ạ. 79. Và qua Mỹ là ở đâu? Em nguyên gia đình ở dưới Florida, Coral Springs, Florida. Nhưng mà ở dưới South Florida tùm lum hết trơn á. Thật đó hả? Yeah. Mà từ năm 80 tới bây giờ là cũng 30 mấy năm mà sao Trường nói tiếng Việt giỏi vậy? Thì phải gán em coi mấy cái YouTube coi Victoria nói chuyện sao. Nhưng mà những cái đó là Trường mới coi thôi mà, đúng không? Thì em gắn, em phải gắn thôi, tại cái này là hồi nhỏ thì sinh gần giống ở chung với gần Mỹ có ngoài, em không có tiếng Việt nhiều, mà cái này em không muốn bỏ được, tại cái mình Việt Nam mình phải gắn nói chứ, mình đâu có cái này cái da của mình, cái mắt tùm lum hết trơn giống Việt Nam mà mình chứ đâu có giống Mỹ trắng, mình đâu có nói, mình đâu có bỏ được, mình phải gắn. Em cũng thấy người ta mấy đứa mà không có biết nói tiếng Việt cũng thấy chị hay buồn, tại cái mình được nói hai câu mà không sao không nói. Mà mình biết hai thứ tiếng là nó là cái điều tốt cho mình và nó là một cái benefit cho mình, đúng không? Yeah. Và đặc biệt khi mà Trường làm cho những cái hãng phim này thì Trường tiếp xúc với những người bạn đồng nghiệp ở trong hãng Let's See DreamWorks mà họ biết Trường biết nói tiếng Việt thì họ cũng rất là proud of you, họ cũng happy mà hả? Yeah, thì không, cái hãng DreamWorks is amazing, tại nó cũng có người Pháp, nó có người Indian, nó có người tùm lum hết trơn, Canada tùm lum hết trơn á, nó làm chung một chỗ, thì mình mỗi lần mình làm cái phim á, cái phim nào cũng có đủ cái chuyện mình nói á, có không có cần màu, người màu hay là cái gì hết trơn. Every same, you know, there's no race, there's no color. Đúng rồi. Rồi cái thì mà cái chuyện mình nói cho người nào cũng hiểu hết trơn, không có cần túng
không có cần màu gì. Màu sắc hoặc là ngôn ngữ khác nhau đúng không? Yeah, tại vì yeah. nó là phim ảnh, nghệ yeah. thuật mà art mà right? Yeah. Tô Uyên thắc mắc là không biết cha mẹ của trường nghĩ sao về cái sự chọn lựa nghề nghiệp của trường. Bố mẹ có ủng hộ cái con đường nghệ thuật, nghệ sĩ của trường mười mấy năm qua hay không? Were they very yeah. supportive? Are they yeah. still supporting you? Yeah, ba với mẹ em hồi ra trường high school hay hết hồn. Em nói tại em không biết làm cái gì đó, nhưng mà không biết, không muốn đi làm bác sĩ, không muốn không thật muốn đó, hả? Architect hay là luật sư, em không muốn làm gì hết trơn, nhưng mà em sợ, em cũng sợ nữa, em không biết làm gì, mà hồi đó tới nhỏ tới lớn em cứ vẽ hình ha. Rồi cái tại em không có em làm ở nhà hàng á, rồi cái mà em thấy mấy cái contest á thì em được vẽ hình, em được tiền thì em làm cái đó hoài, cái thấy ôi khi tao gán kiếm, tao vẽ được tao gán kiếm tiền. Rồi em đi học gì, nhưng mà ba của em không có thích. Không thích hả? No. Yeah, mẹ của em cũng không có biết. Nhưng mà sợ là trường không kiếm được việc làm nếu mà tốt nghiệp ra với cái bằng về vẽ đúng không? Yeah, exactly. Tại ba với mẹ cũng sợ, tại you know làm phải kiếm tiền qua bên Mỹ mà. Survive. Có 7 đứa con, 8 đứa con. Wow. Yeah. Có 8 đứa con em làm số 2. Trẻ nhất là số 7. Ồ thật đó hả? Yeah, em số 7 á. Wow, rồi còn một người em nữa. Em còn wow. một em nữa. So, you know, đi ba với mẹ cũng lo tại muốn đi học vẽ mà ở đâu mà làm kiếm việc làm được, rồi cái phải đi muốn giúp nhà hàng được đúng không? So, it was hay sợ á, cái không biết, nhưng mà you know, I don't blame any of it to them, tại ba với mẹ cũng đâu có biết cái mấy cái vụ đó, mình qua Mỹ mà không có tiền, không có đồ mình bản, không có gì hết trơn, không có gì hết trơn, có số không à? Thì bởi vậy cái cực khó gì em á, em không có bằng cực khó ba mẹ, tại em suy nghĩ lại cái chuyện mà ba với mẹ của em dẫn 7 đứa ở bên Việt Nam qua bên đảo, cái qua bên đây em không có vì nào chừng nào em thấy em làm cực quá đó, em suy nghĩ lại ba với mẹ của em làm sao đó, em không có ngồi yên được. Không có complain với mọi người đúng không? Giờ là tại vì trước hết là trường được làm cái công việc mà trường rất là thích, rất là đam mê, mà được trả tiền cũng rất là tốt, và làm cho một cái hãng phim cũng rất là nổi tiếng. Thì bởi vì ngồi học với những người Katzenberg hay là những người mà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực làm phim của Hollywood đúng không? Yeah, I mean Katzenberg, this Jeffrey Katzenberg, ông là ông trời ông thông minh quá hả? Quan trọng dễ sợ cho cái công ty ông tiên là animation. Cái Walt Disney nó làm cái phim you know invented animation, nhưng mà like ông là tại ông là second golden age of animation. Ồ thật đó hả? Mm-hmm. Ông là second golden age, họ gọi ông là như vậy đó hả? Absolutely. Yeah, ông làm hồi hãng Disney, cái ông làm cái đó xong ông mở cái tiệm mình ăn, ông Dreamworks. Uh-huh. Cái làm chung với Steven Spielberg và David Geffen, cái làm cái hãng này năm nay là 20 năm rồi. 20 năm rồi hả? Yeah. Wow. Yeah. Wow. So, wow. Yeah. Cũng so, nhanh quá ha. Yeah, I'm really. Wow, thưa quý vị, dạ vâng, xin quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục giữ màn hình SBTV, chúng tôi sẽ trở lại với người khách quý, đó là Trường Mai trong giây lát.